Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố vừa tổ chức hội nghị đảng ủy phiên cuối năm nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh dự và phát biểu chỉ đạo. Năm 2020, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố và cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, chủ động tham mưu cho Thành ủy và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng biên phòng thành phố vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng thành phố. Năm 2020, Bộ đội Biên phòng thành phố được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc. Về phương hướng năm 2021, Đảng ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ nét về công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh biểu dương những kết quả Bộ đội Biên phòng thành phố đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hoạt động của mạng thông tin liên lạc biển, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, không vi phạm vùng biển các nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tập trung kiểm soát chặt tại các khu vực cửa khẩu cảng, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan.